Ok. Ok. Rồi. Anh hai kéo bụng mình nha. Mặc laptop cho em. Nam Ngư cá cơm tươi mới, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Đường organic biến hòa, từ mía không biến đổi gen. Xa hoa đời chơi với, phải tìm hơi ấm nơi gia đình. Bên anh em ta ước phút giây bình an. Ngồi đây ta mơ về hạnh phúc, vậy mà chẳng biết nơi đi tìm. Sóng gió bao tố xin hãy lướt qua nhẹ nhàng. Giữ lấy sức sống, giữ lấy trái tim yêu thương. Bình minh tới mang yên lành. Đi đâu loanh quanh lại về đây. Về ăn bữa cơm nhà ta. Dẫu có sóng gió, dẫu bao khó khăn đợi chờ, cùng về dưới mái ấm gia đình. Đau thương qua đi rồi hạnh phúc lại nở hoa. Giữ lấy sức sống, giữ lấy trái tim yêu thương. Bình minh tới mang yên lành. Đi đâu loanh quanh lại về đây. Về ăn bữa chờ, cùng về dưới mái ấm gia đình. Đau thương qua đi rồi hạnh phúc lại nở hoa. Em làm ơn em học con Châu một chút cho anh nhờ được không Bảo? Hả? Tại sao em phải giống nó? Anh có cho em đi học đại học giống nó không? Em không bao giờ giống một con khốn nạn ở đâu hết chưa. Anh đánh em hả? Rồi anh coi bệnh gì sẽ đuổi ra trong chục nhà. Thôi em im miệng đi. Anh nghĩ coi gia đình tôi có trở lại được như trước đây. Tôi xin lỗi cổ là đi. Và đồng xin lỗi chị trước. Anh về đi. Tôi xin chị. Tôi xin chị. Sao ngu quá vậy Châu? Sao em lại dính vô đây không có vợ? Đi đâu tới tận giờ này mới về hả? Đi đâu là chuyện của con. Con cũng là gì trong nhà này đâu. Phúc, đứng lại đâu rồi. Bỏ con ra. Ôi dạ. Cái con mất dạy. Ăn nói kiểu gì đó hả? Không là gì trong nhà này phải không? Không là gì trong nhà này thì cút đi. Anh sao vậy? Em đang dạy con mà. Coi coi nó coi ba mẹ ra trò gì không hả? Biết giờ này mấy giờ không? Cúp học để chứ gì. Vô chắc chắn nhìn mặt á. Thích thì nghỉ học, rồi muốn làm gì thì làm. Anh thôi đi, anh bị khùng hả? Đúng rồi, anh bị khùng đó, rồi sao? Anh làm luôn cực khổ vậy nè. Là vậy gì là ít ăn ít học. Còn nó sao? Không cần phí tiền cho nó nữa. Con ghét quá. Anh bị cái gì vậy hả? Gọi điện báo công an đi. Báo công an nói có một chú shipper bạo hành mày nè. Anh thôi đi. Hôm nay anh uống lộn thuốc hả? Thấy kệ anh. Cái dòng mất dạy phải dạy lại đàng hoàng tử tế. Hôm nay làm sao vậy hả trời? Ba không có quyền nói như vậy. Buông ra. Ba đâu có muốn sinh con ra đâu. Đâu mẹ có bầu con. Ba kêu mẹ bỏ con đi mà. Tối ngày ba chỉ biết có cô chú rồi. Đâu phải là gia đình của ba mà
Em nói cho nó biết hả? Em có bị điên không mà em kể cho nó nghe? Hôm nay anh bị cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại chửi xa xả như mặt con? Anh có muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi mẹ con tôi theo. Gì đâu mà cãi nhau tối ngày, nói nhiều không hối miệng hết à? Thì làm sao mà tới vậy? Sorry. Xem chút nữa là tao tiêu rồi. Đi dạo chút đi. Bao tôi đi ăn đi. Hả? Tôi cho phép cô bao tôi đó. Bây giờ á? Ừ. Không có rời mắt có hai đứa đó nghe chưa? Dạ. Đây cả. Út. Cô cứ ăn tự nhiên đi, không cần phải ngại đâu. Nghĩ xong chưa? Nghĩ gì? À quên, bữa đó cô say quá mà sao nhớ được. Cô nhìn tôi có thấy ghét không? Hả? Nếu không thì hẹn hò đi. Khi nào mà cô nhìn tôi mà ăn cũng không nổi á, mình chia tay. Hẹn hò á? Cô không thấy tôi là một người tốt hả? Tôi biết sửa xe. Ừ. Có thể lái xe đưa đón cô mỗi khi cô say xỉn. À, mở cửa xe cho cô. Thậm chí một buổi sáng khi cô đói tôi có thể mua đồ ăn sáng cho cô luôn. Quá tốt. Bữa nay là bữa đầu tiên nha. Thôi bớt đùa đi. Tôi nghiêm túc mà. Có một người bên cạnh ăn chung cũng đỡ hơn một mình buồn bã. Thì cứ coi là quen cho vui cũng được.
Em bao tuổi rồi? Cười cười biết nhỏ tuổi hơn tôi đúng không? Thì còn cô? Đoán xem. 40. 40 á? 42. Này, anh quá đáng rồi đó nhá. Ừ, gì đâu mà dễ thương mà dễ giận quá à. Ngồi xuống đi, cho tôi đoán lại. Trông cô ăn mặc như vậy á, 37. 37 tuổi. Này, anh quá đáng lắm rồi nhá. Anh đúng là không có mắt nhìn luôn á. Nhìn tôi ăn vận dễ thương thế này, tôi mới 27 tuổi thôi, anh hiểu chưa? À, thì ra là 27. 27 là hợp tuổi với tôi á. Nãy giờ anh lừa tôi đúng không? Tôi nhìn anh thấy ghét ý à? Ghét của nào trời cho của đó đó. Chị ơi, tính tiền. Dạ, anh kia trả tiền rồi ạ. Bỏng em đây ca. Nổ máy. Nổ máy. Dạ dạ. Dạ dạ. Nổ máy. Nổ nổ nổ. Dạ 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 dạ. Nhanh lên. Dạ 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 dạ. Đòi tôi khao mà tự ưng trả tiền là sao? Tại cô chậm quá mà. Thôi để bữa khác đi. Ừ. Nè, trả lời tôi được chưa? Chậm quá là quay vô ôm mất lượt á. Này, tôi nói thật, tôi không thích người nhỏ tuổi đâu. Cô biết tôi nhiêu tuổi chưa mà nói tôi nhỏ? Trông anh cỡ tầm 23, 24 là cùng đúng không? Đồng ý là mặt tôi trẻ hơn tuổi, nhưng không phải 23 cũng không phải 24. Nè, tôi bao cô ăn rồi, giờ cô bao tôi uống đi. Khu này không biết có quán cà phê nào ngon không ta? Cà phê á? Ừ. Đi theo tôi. Đi. Ai cô cũng mời vô nhà như vậy hả? Đừng có mà tưởng bở. Bởi vì anh giúp tôi nên tôi mới khao anh cà phê thôi. Đây là loại đặc biệt, ở ngoài quán không có đâu. Dùng đi. Thấy sao? Ừ, ngon. Chỉ ngon thôi à? Ừ, ngon. Ý tôi là cảm nhận á, cảm nhận gì khác không? Ừ, ngon. Ừ. Mà cô pha cà phê ngon như vậy á, cô mở quán được á. Thật á? Ừ, ngon mà. Cảm ơn. Cô ở nhà một mình, cô không sợ hả? Tôi quen rồi. À, tôi quên chưa giới thiệu tên tôi nữa. Tôi họ Đỗ tên Dư. Người ta hay gọi là Đồ Dư Thừa. Đồ Dư Thừa? Chắc ngày xưa đi học hay bị các bạn trêu lắm đúng không? Nên là tôi quấn lộn cũng giỏi lắm. Ừ? Bạn gái tên gì? Bạn gái cái gì?
Tôi chưa hề đồng ý với anh đâu nha. Thì tôi nói rồi mà, chậm quá là quay vô ô mất lượt á. Giờ tôi hỏi cho lấy liền nha. Bạn gái tên gì? Không thích. Biết luôn. Biết gì? Thì chắc là tên quê mùa lắm nên không dám nói đúng không? Thị Mơ hả? Thị Mơ? Trời ơi, anh nghĩ sao mà kêu tên tôi là Thị Mơ? Tên của người ta đẹp quá trời luôn. Biết luôn. Biết gì nữa? Hùng Dũng. Hùng Dũng? Ừ. Anh nói tôi tên Hùng Dũng. Được rồi, đã thế tôi cho anh tò mò chết luôn. Trông ơi, Thành Trúc. Thành Trúc? Ừ. Đây là anh nè, Trúc ơi. Này, anh ngồi yên đấy biết chưa? Anh mà ra ngoài là chết với tôi. Nhớ ngồi yên đó. Đón xem mau Kẻ Săn Người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần. Thành Chúc đi đâu? Thành Chúc. Thành Chúc về giường. Thành Chúc xinh đẹp. Anh làm cái trò gì đó hả? Chồng em nè. Đợi anh xíu. Đặng em nè. Cút ngay. Anh biết rồi. Anh xin lỗi, anh biết rồi. Hôm bữa mày ta đứng ở trong khách sạn đợi nguyên một đêm mà em có tới đâu. Tặng à, lấy đi. Lấy đi, đồ sửa cạnh, đồ thần kinh. Anh có tin anh không cút ngay tôi báo cảnh sát không hả? Đi vô. Tôi bảo anh cút đi cơ mà. Ôm cái, hết giận luôn ha. À, nhưng mọi khi ôm cái. Cái mặt anh nhà tôi đã ghét tôi. Ôm cái. Ôm cái. Dù có chuyện gì cũng phải nhịn. Không được dùng nắm đấm. Em nhớ là anh dặn nghe chưa? Vô anh thôi, thôi, cần có anh, vô đây anh. Đồ liêu mày. Ông cái đây. Ông cái đi. Em ơi, sao đây lâu vậy? Chưa vào trong nhà nữa. Thằng nào hả? Câu này phải để tao hỏi mày mới đúng. Mày là ai vậy? Nhiều tiền có khác ha. Mới một tháng mà em kiếm đường khác rồi. Đàn bà, đứa nào cũng giống đứa nào, trở mặt như bánh tráng. Thì sao nào hả? Gặp Sở Khanh thì phải chạy cho nhanh. Muốn ăn ngon thì phải nhanh lật bánh thôi. Chẳng nhẽ cứ ăn cái đồ bánh trắng khét như anh Hoài à? Cái gì? Mấy cái gì? Cô nói tôi à? Tôi? Cô á là cái đồ phản bội. Cái đồ bắt ca hai tay. Anh đang tự chửi mình đúng không? Tôi nói cậu á. Cô nói tôi bánh trắng khét. Cô nhìn lại cô chưa? Đồ bánh trắng mong mà. Cái đồ đàn bà mất nết. Anh yêu. Không sao đâu, đừng đụng vào gì cho bẩn tay. Cứ để em. Này. Trời ơi, anh đánh tôi kìa, giết người rồi. Tôi thích đánh thế sao hả? Hả? Anh có tin được tôi giết anh ngay không? Hả? Hả? Cút đi. Tôi á, ngày xưa đúng là điên mới đi yêu anh. Cút. Cái đồ đàn bà mất nết, tôi không đi cho cô đâu nha. Anh yêu. Cứ để yên cho chó sủa đi. Cái gì? Cô tôi là chó hả? Đưa mình vào trong làm tiếp chuyện hồi nãy nhá. Trời. Gì vậy? Cố gắng tao hiểu rồi. Thằng kia. Tay. Ai? Chửi ai chó? Cô chửi tôi chó hả? Cái thằng kia. Mày. Mày là cái thằng tài xế của bắp bữa phải không? Mày ra đây. Trời tao ghét mày ra luôn á. Mày chừng dám ha.
Tao hết mày luôn á. Tao thương mày sợ tao hả? Tao thấy tao sợ mày hả? Cũng không? Mày nghe đi. Mày ngon mày đi. Chị Năm bỏ nhà đi. À, bị anh Hai đuổi đi rồi. Ở nhà xảy ra chuyện gì? Một ông anh giận tím mặt, một con em khóc bù lu bù loa, xong rồi dọn đồ đi. Ào chỉ biết có gì. Thì anh cũng phải hỏi xem đã xảy ra chuyện gì chứ. Thôi, lại hồ. Tao chưa đủ chuyện hay gì? Mày khỏi gọi đi mày ơi, nó tắt máy rồi. Kệ nó đi, nó đi chán nó về. Hơi đâu mà kiếm nó, mà kiếm biết đâu mà kiếm. Bà nè. Đi về đi. Ai cũng kêu bà là sao chổi mà tôi đâu có tin đâu. Đúng là làm ơn mất quán mà. Nè. Xương của ảnh mới có lành à. Gặp bà tan xương nát thịt luôn. Đừng có gọi cho tôi nữa. À, nè. Ly ơi. Bà hiểu lầm rồi. Không có. Anh ơi, nhà hàng mới khai trương, anh tham khảo nha. À, bạn ơi, nhà hàng mới khai trương, giảm 15%, mời bạn vào xem. Anh chị ơi. Dạ. Mày. Ngon lắm á. Tao mày nha. Sao cơn? Có nghe là anh cơn. Giờ mày muốn sao? Hả? Hả? Mẹ tha cho em. Hả? Hả? Lao mày. Mày lao mày. Em xin lỗi mẹ tha cho em đi mà. Giỡn. Tụi quýnh á. Chạy chạy chạy. Bắt cha.
Dạ hai bạn, nhà mới khai trương giảm 15% ạ. Mời hai bạn xem nhà hàng cao khuyên. Sao mà lại một mình hả? Em vào tắm đi. Nam Ngư cá cơm tươi mới, nấu đậm đà, chấm thơm ngon.
Anh đi rồi về. Anh ơi, anh cho em ở đây mấy hôm. Khi nào mà em kiếm được nhà trọ, em sẽ đi. Đưa đây. Không. Em đi đi, khi tôi còn tỉnh táo. Nếu biết em ở đây, anh hai sẽ không để yên đâu. Đưa đây. Vậy anh uống một ly thôi nha. Sao anh ổn không? Cũng vậy thôi. Chứ anh còn đau nhiều không giờ? Trời trời thì vẫn đau. Ăn xong rồi về đi. Anh đừng có đuổi em mà. Nằm xuống nghỉ. Nằm xuống. Trả lời em đi. Anh có trách em không? Không.
ghét em không? Không. Nếu ngày xưa anh không cứu em thì anh đâu ra nông nỗi này đâu. Ai cũng có số hết rồi. Em chưa phẫu thuật phải không? Trước đây tôi đã từng nói là sẽ kiếm tiền để phẫu thuật cho em, nhưng tôi đã không làm được. Không sao mà, chỗ này đâu có ai nhìn thấy đâu. Bảo à? Vâng. Cuộc đời của em sẽ tốt đẹp hơn nếu không dính đến tôi. Cho nên sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Sao cây táo lại nở hoa? Nếu cuộc đời chỉ toàn nỗi xấu xa thì dòng nước đâu trong thế? Nếu lòng ta chưa tràn những hy vọng thì bình minh mỗi ngày mới đón chờ, lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời. Mình ơi, vô ăn sáng mình. Ăn tối ăn ăn hoài. Em thấy chuyện này anh giận con cũng không có được nữa. Không cái mặt nguyên bộ đồ dầu nhớt không rồi đi tới trường đó, anh không có tâm lý gì anh còn trách ai? Tôi đang khó ở, tôi khó ở lắm. Nhà này mắc nợ gì anh? Chà, cửa như thế mà không đi uống bia uống rượu giải sầu mới là lạ đó. Đến tôi là người ngoài nhìn vào tôi còn thấy ngứa mắt nữa là người trong nhà. Chứ thằng Ngọc không nói gì với con à? Nghe anh hai nói nè, em không có được gục ngã, anh phải vượt qua cho bằng được cho anh. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thậm chí anh có bán cái thân anh nữa, ráng chờ anh thêm thời gian ngắn nữa thôi nha. Cả đời mình anh làm lụng vất vả bán sống bán chết là để cho tụi nó không bị người ta nói là không cha không mẹ. Nếu cuộc đời chỉ toàn nỗi xót xa, đau lòng lắm luôn mình. Giống như cái ruột anh đứt ra từng khúc. Nếu lòng ta chưa tràn những hy vọng thì bình minh mỗi ngày mới đón chờ, lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời. Nếu không còn tình yêu ở trên đời thì tại sao cây táo lại nở hoa? Nếu cuộc đời chỉ toàn nỗi xấu xa thì dòng nước đâu trong thế? Nếu lòng ta chưa tràn những hy vọng thì bình minh mỗi ngày mới đón chờ, lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời, lặng yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời.